Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề cách vượt qua sự lười biếng bằng luật nhân quả. Những năm gần đây có những bài viết nói rằng lười biếng là dấu hiệu của thiên tài, nhưng thật ra thiên tài còn nhiều dấu hiệu khác nữa chứ không phải chỉ là sự lười biếng. Những bài viết đó đã vô tình làm người đọc nhầm lẫn giữa sự lười biếng của người thường và thiên tài. Sự lười biếng của người thường là sự lười biếng và lười sáng tạo, thêm nữa là thiếu trách nhiệm. Còn sự lười biếng của thiên tài là sự lười biếng đi kèm với tinh thần trách nhiệm cao và khả năng sáng tạo rất cao. Rõ ràng hai kiểu lười biếng này hoàn toàn khác xa nhau. Nên nếu mình lười mà thiếu trách nhiệm, thiếu sáng tạo thì mình chỉ là người bình thường thôi. Vì thế mình phải vượt qua sự lười biếng thì mới thành công được. Mình xin hỏi các bạn hai câu hỏi. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ba mẹ mình lại siêng năng làm việc trong khi mình lại lười đến thế? Hoặc là tại sao mình lại nhiệt tình giúp đỡ những người mà mình quý mến hơn là những người mà mình không thích? Hẳn là bạn cũng đã có câu trả lời. Câu thứ nhất đó là vì ba mẹ thương mình nên mới siêng năng làm việc để nuôi mình. Câu hỏi thứ hai đó là vì mình quý mến người ta nên mình mới nhiệt tình giúp đỡ người ta. Vậy mấu chốt ở đây là vì có lòng thương yêu, có sự quý mến nên mới có sự siêng năng. Từ đó ta suy ra rằng nếu mình lười biếng có nghĩa là mình đã thiếu lòng thương yêu với những người bị ảnh hưởng bởi sự lười biếng của mình. Và cách để vượt qua sự lười biếng đó là tập lo lắng, quan tâm nhiều hơn tới những người bị ảnh hưởng bởi sự lười biếng của mình. Ví dụ, nếu như mình lười học thì nghĩa là mình đã thiếu lòng thương yêu đối với cha mẹ, vì sự lười học của mình sẽ làm ba mẹ buồn. Nếu thương cha mẹ thì mình phải làm cho cha mẹ vui bằng cách là học siêng năng hơn. Nếu như mình lười làm việc thì nghĩa là mình đã thiếu lòng thương yêu gia đình, vì lười làm việc thì lương thấp thì không đủ tiền lo cho gia đình sống tốt được. Hoặc là nếu mình lười tập thể dục thì có thể là mình quên rằng sức khỏe mình phải tốt thì mới chăm sóc gia đình được. Nghe có vẻ xa xôi nhưng khoa học đã chứng minh rằng nếu trước 30 tuổi mà ít chơi thể thao thì sau 30 tuổi sức khỏe sẽ tụt dốc rất nhanh. Lúc đó người trong nhà mình bệnh, mình thì lại yếu ớt, thì cái việc mà lo cho người nhà được chu đáo quả là rất khó. Rồi những chuyện xã hội như mình lười bỏ rác vào thùng, vứt rác bừa bãi thì nghĩa là mình đã thiếu lòng thương yêu đối với những người công nhân quét rác. Lương họ ít mà rất cực, mỗi miếng rác mình vứt ra đường lại làm cho họ cực khổ thêm nữa. Nói chung là có nhiều tình huống để lười. Và mỗi khi lười thì luôn có một đối tượng nào đó bị ảnh hưởng bởi sự lười biếng của mình. Bởi vì bản chất của sự lười biếng là thấy việc cần làm mà không làm. Việc cần làm thì tùy góc nhìn. Trong gia đình thì đó là việc của gia đình, trong xã hội thì là việc xã hội. Nếu bình tâm suy nghĩ thì sẽ thấy rằng mỗi cái siêng năng hay lười biếng của mình đều liên quan tới nhiều người chứ không hề tách biệt hay riêng lẻ. Vì vậy, muốn hết lười thì mình phải khắc phục sự thờ ơ, vô tâm trong tâm hồn mình trước. Thờ ơ, vô tâm là gốc, lười biếng chỉ là ngọn thôi. Đó là lý do vì sao mà những năm gần đây, nhiều bài báo về sự vô tâm và sự lười biếng lại xuất hiện cùng lúc. Bởi vì nếu mình vô tâm, thờ ơ rồi thì mình phải lười biếng thôi. Mình cũng được dạy rằng nếu không có lòng thương yêu, sự quan tâm tới nhiều người thì sẽ không đủ nghị lực để làm những việc lớn được. Dựa theo nguyên tắc này, lòng thương yêu, lo lắng cho người khác cũng chính là nguồn gốc của nghị lực phi thường. Nick Vujicic là một tấm gương điển hình. Thời điểm mà nghị lực phi thường xuất hiện trong anh chính là lúc anh nghĩ đến ba mẹ anh. Anh đã suýt tự tử vì tuyệt vọng với cái cơ thể không tay không chân của anh. Nhưng rồi anh đã quyết tâm sống thật tốt chỉ vì anh thương ba mẹ anh. Vì thế, nếu mình muốn có nghị lực phi thường thì hãy làm cho lòng thương yêu của mình lớn lên, lớn hơn nữa. Rồi thì tự nhiên mình sẽ vượt qua sự lười biếng dễ dàng. Không những thế, nếu tình thương của mình đủ rộng lớn thì mình sẽ có nghị lực rất phi thường giống như anh Nick Vujicic.
Bên cạnh đó, cũng cần tận dụng sự hiểu biết về luật nhân quả như sau. Nếu mình ngưỡng mộ, khen ngợi những người siêng năng, thì mình sẽ gieo nhân lành, sau này trở thành người siêng năng. Nếu mình ganh tị với người siêng năng, thì mình sẽ tạo nghiệp xấu, để sau này trở thành người lười nhác vô dụng. Đồng thời cũng tránh những cách tạo ra sự siêng năng bằng tham vọng. Người có tham vọng lớn, rất siêng năng, họ vượt qua sự lười biếng dễ dàng. Nhưng siêng năng vì tham vọng thì khi đạt được tham vọng rồi, họ sẽ cảm thấy vô vị, trống rỗng và rất dễ trở nên độc ác vì tham vọng của mình. Còn siêng năng vì lòng thương yêu thì khi thành công rồi sẽ thấy hạnh phúc, an vui. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vì không phải cứ muốn có tình thương là được. Sẽ có những bạn vốn có tình thương sẵn thì chỉ cần nói đến đây là đủ để bạn vượt qua sự lười biếng. Nhưng cũng có những bạn sẽ giống như mình, tức là vì duyên nghiệp gì đó trong quá khứ mà lòng vẫn trơ trơ, không xúc động khi xem clip này. Thật sự là mình làm clip này vì mình thấy nó đúng, chứ chẳng phải vì tình thương lớn nào cả. Vì thế, mình nghĩ các bạn cũng nên áp dụng theo cái cách mà mình đang thực hành sau đây để phát triển tình thương của mình, đó là áp dụng luật nhân quả. Ngưỡng mộ, kính trọng được người có lòng từ bi lớn thì mình sẽ dần dần có được tình thương lớn. Hãy cùng nhau tìm hiểu và khen ngợi những người như thế. Rồi dần dần sự vô tâm, thờ ơ sẽ giảm đi, thay vào đó là tình thương trong tâm hồn mình. Mình cũng chỉ đang bắt đầu tập, mình sẽ làm một video riêng về vấn đề này. Các bạn hãy đăng ký subscribe để xem nhé. Chúc các bạn đều vượt qua sự lười biếng để thành công và hạnh phúc hơn. Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích.